Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Senian and Oscar phần 2 đi anh em. Và nếu anh em nào thích video này hãy là cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ. Đó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và bắt đầu thôi nào, let's go. Khỏe thế. Ôi giời, chém còn xịt thế. Chém còn xịt nữa. Chúng ta hôm nay đánh con boss anh em ạ, cố gắng thắng con boss nhưng mà có vẻ là khó khăn, thật sự là khó nhằn. Chẳng biết người đánh được đấy được không á. Tại vì căn bản về mình chỉ có vài món đồ mới thôi anh em ạ. Tôi không có quá nhiều đồ ấy. Tôi mà có nhiều đồ ngon thì nó khác rồi đúng không? Ok, chúng ta sẽ tấn công con này đã. Con đó cũng khá khỏe. Trâu dã man luôn. Chúng ta cần phải căn skill nó đúng lúc anh em ạ. À, cái con skeleton kia nó đánh bật lùi mình lại ấy. Nó cướp gì là khó chịu luôn anh em ạ. À, và chúng ta sẽ bắt đầu từ cửa 46 nhé, không phải là cái cửa cao cao trên kia, kìa bắt đầu cửa 46 thôi. Ok chém nó. Rồi xong, nice. 48 chắc là mình vượt qua thôi. Nhưng con boss là một cái gì đó, một cái thế lực gì đó nó quá khủng khiếp à. Đánh mãi không qua được. Và cái này mình cũng không có nhiều đồ mới. Toàn quỷ rơi này. 4 con luôn ạ. Mệt mỏi phết nhờ, đánh được gì bây giờ? Đây, tấn công rồi. Ok. 49 rồi. 49 rồi anh em ơi. Và chúng ta hoàn toàn có thể là thắng được thôi anh em ạ. Nhìn chung cũng khá đơn giản. Nó cũng không phải là quá khó khăn lắm nha. Rồi chúng ta sẽ đạp vào này gái. Xong sử dụng cái chiêu ở trước. Xong rồi đạp vào nó phát. Đấy, đơn giản đi đan rổ vậy. Nhìn không có gì khó khăn ở đây cả. Sút một cái này. Ok. Step 50 này. Đây mới là khó này. Khó khăn ghê ra. Nó đánh bật lùi anh em ạ. Cái con nồi nó đánh bật lùi mình ấy. Skill thì chúng ta cũng chưa thể làm gì được. Mình cần phải chém skill nó chuẩn xác. Lựa lúc nó không đánh anh em. Thắng rồi. Nice, trời ơi, thắng rồi. Chúc mừng đi anh em. Ở tay của tôi đã max, bây giờ tôi sẽ nâng HP, nâng Chris, nâng độ dài, nâng slot, nói chung là tất cả skill. Ok. Phải đồ bây giờ mạnh nhất rồi anh em ạ. Đồ bây giờ đồ mạnh nhất rồi, không còn đồ gì có thể mạnh hơn được nữa ha. Nhìn mà xem, bây giờ chỉ có xem quảng cáo và hy vọng là sẽ có một món đồ. Ôi trời ơi, mình quên không tắt tiếng hay sao nhỉ. À không, mình tắt rồi, mình tắt rồi. Vẫn may. Tôi sẽ hy vọng có quả kiếm kiếm xịn và một vài thứ. Được quả mũ đấy. Có quả mũ xịn đấy. Thêm 20% AP. Có đâu bán hết cái này, tôi cần một quả kiếm xịn đấy anh em ạ. Tiền bây giờ nhiều dã man, chẳng biết để làm gì. Bây giờ tiền không biết để làm gì. Đây bên đây mới là cửa cuối này. Ảo thật đấy. Ấy chà 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 chà. Đây là quái mới anh em ơi. Có ngọc mới này. Bọn này bọn người tuyết ạ. Thank you.
Tấn công. Ui, đông ấy. Đông ấy anh em. Đông thế anh em ơi. Sút nó phát nữa, đúng rồi. Ôi. Nhưng mà cái tiền nhân 2 bây giờ tôi cũng chẳng cần lắm ấy. Thật ra cái tiền nhân 2 là không cần thiết rồi. Senior nên Oscar đánh nhau với mấy con quái mạnh thôi. Không có nhiều gọi là thử thách cho lắm nữa rồi. Tôi đã vượt qua được cái màn gọi là siêu siêu khó nên bây giờ mọi thứ đều rất là dễ dàng. Sao tao bọn này ấy nhỉ? Sao tao bọn người tuyết vậy ta? Bên nó cho thêm đồ dành cho cái con mèo thì đẹp nhỉ. Ui lắm thế. Đông thế. Bây giờ luyện cấp thôi anh em ạ, luyện cấp để có skill mới. Ôi lên 40 sẽ có skill mới của con mèo. Nha. Sao lắm thế này. Đây, tăng tốc độ đánh lên gấp 2. Chém nhanh hơn. Úi trời. Sút. Chém càng nhanh càng tốt đi em. Công nhân 2 cũng được. Vừa có công nhân 2 mà vừa có tốc độ nhân 2 thì nó mới là bá đạo anh em ạ. Mình mà có công nhân 2 mà đu đánh con boss thì quá tuyệt vời nhỉ. Sao có thể mốt được cái hack cái đấy ra. Đấy thì chắc là không thể. Đó là không thể. Ôi do có fireball nè. Chúng ta có fireball đấy anh em ạ. Khỏe phết đấy. Con mèo nó đóng vai trò rất là ok. Úi xồi ôi. Đồng thế. Sao tao bọn này ấy nhỉ? Mình có khi mình chết đi. 40 mình có thêm skill mới. Ôi ôi, chết mất, thua mất. Nó kéo mình về rồi anh em ạ, đánh thế quái là được. Ảo à, không đánh nổi luôn, bọn này nó khỏe quá. Bọn này nó quá là bá đạo. Có đồ mới không? Ui đồ mới, HP. Nâng lên nào, ui về nâng lên 2 rồi, nâng khả năng crit lên nữa. Ui có đồ mới anh em ạ. Cả một set giáp rồng luôn. Nó phải đỉnh của chóp thế chứ đúng không? Ok, chúng ta sẽ được một cái khiêng rồng loại thường. Như này mình sẽ đỡ tốn hai lần tiền để mua đồ nha. Và đồ vàng. Yes, wow. Có quả khiêng đẹp thật sự luôn. Ôi má ơi, thế này thì khả năng loot sẽ được 3%. Crit 10%, 20%. Phải bán thôi anh em. Cho sẽ mua kiếm, bài, mua mũ, bài, mua giáp, mua khiêng. Cái này sẽ cộng em 10. Thôi rồi. Mà sao quả mũ nó ngu nhỉ? Quả mũ thật sự là ngu à? Đó. Ui hồi ôi, những cái đồ này rất là ngon à. Nhưng mà giáp rồng mà sao quả mũ nó ngu ngu người ấy nhỉ. Chính ra là quả mũ cũ đẹp hơn nhỉ. Nhưng mà thôi phải đội mua kiếm rồng, giáp rồng các kiểu đà điểu. Let's go. Đấy nhìn đời có vẻ xịn sò hơn anh em ạ. Kiếm rồng, giáp rồng lửa nhìn trông xịn hơn rất nhiều anh em nhè. Chém cũng khỏe hơn, đó là điều hiển nhiên, không phản cãi đây được. Rồi và chúng ta skill nhé, xin chào anh em nhé.